Rồi ở trên mạng á, thì thời nay thời cuối cùng của Judgment Day rồi. Rồi ông tin tôi là Chúa Xu tái lâm. Tại vì cứ chờ hoài tận thế bữa giờ 5-7 năm rồi. Cho nên những người mà trí thức cao á, người ta nghiên cứu, người ta tin. Tin không tin là do mình có cái ngã nữa không? Bởi vì Chúa cũng nói, Phật cũng nói, mấy vị nói. Người khôn mới thành người ngu, người ngu lại người khôn. Tại ngu cứ chạy theo là đúng, còn khôn quá cái ngồi tính tới tính lui rồi tính chật lắc. Nhìn cái mặt mày thấy sốc hèn quá, không biết phải nó thánh nhân không, phải nó là chúa không, mà chuyển lên thánh dương không, minh dương không, vua kiệt không, đại khái ngồi mà tính lâm lâm rồi bỏ tài thua luôn. Đó, người khôn thành ngu là cho đó. Người ngu thấy nhiều, thấy người ta tin thì mình tin phải không, thì chúng. Tại vì chuyện đơn giản tôi đã giải thích rồi, trên thế gian này giàu cho người giỏi nhất lỗi lạc nhất không ai bây giờ dám lập đạo nếu không phải là con của Thượng Đế. Còn thời nay Chúa nói Chúa trở lại thế gian kiếm đi, hấp quả đi cầu này kiếm Chúa đi. Như chẳng lẽ Thượng Đế thầy gửi hai 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 Chúa Giêsu xuống à, một đứa con nó lập một cái đạo quả đi cầu nhỏ bé này thì là đủ rồi, cần gì phải hai người, thì đang ngồi đây cái đạo đó ra là lâu rồi mà. Chứ vì lẽ bây giờ thêm một ông Chúa Giêsu nữa, lập thêm cái đạo nữa để sau này giống như Hồi giáo với Công giáo đấu nhau nữa à? Hiểu không? Nếu mà người mà có một chút xíu ngồi mà phân tách á, là quản hồn á, trên thế gian này đâu có ai muốn lập đạo được. Mình có thể coi Biden hay là Trump hay là Putin chẳng ra gì, tại nó cũng người phàm như mình, nhưng mà đối với thần thánh hay là trời Phật không có đùa giỡn được nha. Tôi đâu có đùa giỡn, tôi đang nói chuyện thiệt với anh đó. Tại mắt anh không thấy xung quanh đó, đây là quả trời mấy mấy chư vị vô hình đứng đây nè. Bởi vì có năm loại tôi độn được. Thứ nhất là dạng người Công giáo như kiểu anh vậy đó, là con chiên á tôi độn được. Thứ hai là mấy bà Phật tử mà bị mấy ông thầy quốc danh thời nay dụ á, là nói là không có tên Thượng Đế á, chỉ cái tên là độn được, tức là con chiên với Phật tử là không được nữa. Thứ ba là mấy người kiến cận mà khôn nãy giờ tôi nói là ngồi cứ tính tới tính lui à, kỹ sư rồi kiến cận đúng không. Thứ tư là loại giàu có, giàu có là sân trước sân sau chức quyền rồi đúng không, đảng rồi đó, kêu tin tôi khó tin lắm. Loại thứ năm là mã tấu, nói xăm mình mà dân chơi mã tấu đảng băng đảng rồi đó, độ mới được. Cho nên năm thứ đó là tôi bỏ tay, tôi chỉ độ những người bình thường là có một chút xíu là tánh bổn thiện thôi, khôn quá cũng chưa chắc là thiện, mà ngu quá cà gù cà gật cũng không phải là thiện. Mà anh giờ chắc rồi, ung thư mà thời kỳ 4 rồi mới về núi kiếm Chúa. Tại sao không thời kỳ 2 kiếm đi? Không có duyên hả? Sao đợi tới giờ này lần? Không nói hả? Ở đây tử ruột thôi á. Bây giờ tới thời kỳ 4 rồi hả? 4 là chắc cũng sắp xong rồi đó. Nhưng mà ít nhất lúc mà anh còn mang thân phàm này mà anh biết được Thiên Long Sơn á, cái hồn anh á lúc đó cũng sẽ về đây kiếm tôi à. Nhiều cái hồn anh tôi nói chuyện dễ hơn cái xác. Tại cái hồn gặp tôi là lại. Ở cái xác gặp còn đứng ngó ngó, không đang còn ngó ngó. Ông mới nửa tin nữa, ông tin mới.
Ông nhưng mà thôi cởi đường nào mình cũng chết rồi thôi, được được thôi đúng không? Cứ nghĩ gì cũng được á. Ừ tôi biết. Thật sự là nói hiểu chuyện chuyện kinh hoàng không thể nói đùa được. Mỗi lần tôi nói chuyện thấy máy hình thì nó quay không, nó quay cái là bỏ lên Facebook là cả nước Việt coi. Tôi không có không bao giờ nãy giờ cười cười chứ là nói thiệt không á. Mà xưa giờ có nghiên cứu về sách vở tiên tri đồ này nọ không? Không có à? Thất bại quá. Phải nghiên cứu chút chút. Có biết ông Trần Trình lại không? Ông Trần Trình ông nói gì nhớ không? Cũng không luôn hả? Trời ơi, chỉ lo kiếm tiền không à. Nhưng mà kinh Chúa nói gì? Kinh nói là kinh Khải Huyền nói gì 7 năm tận thế đúng không? Thì mình đang là tận thế nè. Rồi Chúa hứa sẽ trở lời cứu hết con của Chúa đúng không? Thì giờ Chúa đang ngồi đây. Chứ Chúa đâu có bao giờ quỵt lời đâu. Nhưng mà ở trời Phật nói gì là phải thực hành mà. Thì nếu mà cứu cứu kiểu nào thì thấy ra một cái bài thi mới, là một cái đạo mới. Anh phải người ta phải vô đạo Thiên Tâm, phải đeo giáo Thiên Tâm thì Chúa mới cứu, mới rước về. Mà rước bằng cách nào? Đâu phải là không khi mà mình coi một cái đạo khác, khi mình chấp tướng, có nghĩa là khinh bỉ hình tướng là thân này, kiệt này, mặt này, mũi này, áo này, gọi là chấp. Anh hiểu không? Tại anh không có phải đạo Phật, anh đạo ông giáo, tôi phải giải thích như vậy. Gọi là chấp tướng, cứ nghe là cái thằng nhóc này, thằng kiến cận này, cái thằng whatever, mặc áo tào lao này, thì đâu có giống áo ông cha hay ông áo ông thầy gì đâu. Coi thường, trong lòng coi thường, gọi là chấp. Thì Chúa không bao giờ cứu được. Chúa chỉ có mà tức là bên kinh Chúa cũng nói cái đó gọi là dòng dường danh từ là gì ta, ngã mạng. Ngã mạng là bên tiếng Phật, mà bên công giáo nó có danh từ giống giống vậy đó. Không phải khi khinh mạng này, đại khái cái là những con chiên á, đa số là bị những cái lỗi đó. Có nghĩa là nghĩ là lúc nào là cũng phải trang nghiêm giống như những vị hồng y mà này nọ, rồi phải là ăn nói kiểu như ông cha vậy đó. Tại Chúa đang thử lòng người mà, Chúa chỉ cần thật tâm thôi, Chúa không có phải là hình tướng. Cho nên người nào mà còn bị chấp á là người đó rớt đài hết. Sàng lọc là vậy. Đầu thai làm người rất là khó, con rùa đụng khúc gỗ khó lắm. Mà mang thân người mà để bệnh kiểu này thiệt là uổng. Chút chút để anh có chuyện chuẩn bị. Khi mà cái ngày mà anh sẽ có một ngày vô phòng ICU, ICU là phòng khẩn cấp, thì người ta cũng bỏ ống để trợ cho anh. Thật sự nó chỉ làm theo một công thức nhân đạo thôi, cho có để mà mình thêm được một phút nhìn được bóng đèn trên núi, trên trần nhà, rồi nhìn nghe con mình nói mấy câu, rồi đại khái là vô bệnh viện chỉ làm vậy thôi chứ không có cứu được. Nhưng mà ông bác sĩ lúc nào cũng sẽ nói nhỏ nhẹ cho anh, anh không sao đâu, người nghỉ mệt nghe, relax, đại khái dỗ dỗ với mình vậy đó. Còn tôi nói thẳng thì lúc đó anh phải chuẩn bị. Thứ nhất, anh không bao giờ anh đừng có thương tiếc cái bà này nữa. Coi bả cũng giống như là một bạn đời, cuộc hành trình của anh thôi. Tới đây là chúng ta chấm dứt, đường ai nấy đi. Tại vì họ chung giường nhưng không có chung mộng. Anh mà liên tiếc bả là anh không có được về thiên đàng đó. Vì anh đừng bao giờ anh nghĩ anh để tiền lợi rồi bả sẽ có chồng khác á, bả sẽ đưa cho ông đó xài. Anh mà nghĩ vậy là anh sẽ bị đọa xuống quả ngục á.
Tại vì cái sân hận anh lên á, anh là bất lực rồi. Anh đừng có nghĩ hai cái đó là quan trọng. Thứ ba, anh đừng có nghĩ là anh còn thiếu sót con anh cái gì, rồi phải chờ nó ra trường đại học, chờ nó làm đám cưới, có chồng có vợ rồi anh mới mới xuôi tay. Còn anh đi kiểu này, trời ơi, tôi chưa làm xong gì hết, anh cũng bị đọa địa ngục. Tại khi mà cái linh hồn mình rời khỏi xác phàm á, mình biết mình xuống đây mình học dở, mình chưa thi hết một cái chưa có đi vô trường hết một cái năm học đó, năm học là 100 năm á, mình mới có 3/4 đoạn đường thôi là mình đã drop out rồi. Thì bây giờ tôi đang chỉ anh cách là ngắn nhất để anh được về, anh được A+, là không có được nhớ tới tài sản, không được nhớ tới vợ con, không có được luyến tiếc, để cho nó nhẹ nhàng. Rồi tự nhiên lúc đó tôi sẽ bay tới, tôi mới dẫn anh về được. Còn lúc đó mà tôi bay tới, tôi kéo anh đi về thiên đàng đó, mà anh mà còn tưởng tượng bà này còn còn đẹp gái nào đó, mà đi có chồng khác rồi lấy tiền của anh, mà dĩ nhiên bà sẽ tái giá, bà còn trẻ mà, tôi thấy là dư sức luôn, thì là anh xong anh luôn. Tôi không phải giễu anh đâu, tôi nói thiệt á, anh nghe lời tôi một lần đi. Tôi là Chúa Giêsu của anh nè, anh đạo ông giáo không? Chúa không có nói láo. Nhưng mà anh phải làm được những cái đó. Một cái anh nữa thì mình muốn nói gì á, thì bây giờ anh cứ kêu luật sư tới làm cái will sẵn đi. Làm will sẵn là xong. Nhưng mà lúc đó là người nhà đừng có ai khóc, chị cũng đừng khóc nha. Rồi kêu mấy đứa con cũng đừng có la hét khóc. Tại la hét khóc á, ổng sẽ còn cái tình cảm anh, ổng sẽ không có chịu về trời. Tại vì trong 1, 2, 3 nó giống như cái cửa xe điện mà tàu gọi là tàu xe lửa ở New York vậy đó. Nó đóng cửa lại liền á, trong vòng tích tắc anh đi cũng đi thôi à, ảnh sáng tới không đi đi thôi à. Là anh lẩn quẩn ở dưới thế gian này, dưới thế gian gọi là gì? Hồn ma cát đảng. Rồi cái anh đi về, anh không có được về, rồi là, đó là cái plan A, là tôi plan A cho anh đi về thiên đàng. Cái plan B mà anh mà còn liên tiếp thì cái anh bị cái cửa xe lửa đóng lại, cái anh bị kẹt lại, anh cứ bay vòng vòng mỗi ngày. Cái anh đi vô nhà, cái anh thấy vợ anh ăn cơm, con anh ăn cơm, trong 3 tháng đầu á họ còn thương anh mà, thì cái anh thấy anh cũng buồn rầu, họ cũng buồn rầu, nhưng mà họ cảm nhận anh đứng kế bên, tại vì anh là con người nhưng mà lúc đó anh không còn thân người, thì anh cũng không vui, gia đình anh cũng không vui, tại vì người âm người dương rồi, cũng không một thời gian như vậy, rồi từ từ cái chị cũng quên anh, mấy đứa nhỏ cũng quên anh, rồi bắt đầu nó quên ba nó rồi, tại vì nó biết cái thân anh bây giờ là cũng bị dòi mọt đồ xé nát rồi, phải không, ăn rồi lủng hết trơn rồi. Thì lúc đó cái chị mới làm những cái chuyện gì của chị muốn làm mà lúc anh còn đang ngồi đây chị không dám làm. Chị sẽ làm như là mang bạn về nhà karaoke, rồi mang bạn cũ về đại khái, rồi thậm chí 3 năm sau nếu mà chỉ là tam gì tam can ngũ thường tứ đức, cho chồng chết 3 năm tôi tái giá, 3 năm sau cái hồn anh cũng vẫn lẩn quẩn ở trong cái nhà của anh. Lúc đó bà phải đi kiếm bồ, với giờ bà sợ trễ là nhan sắc nó nhăn nhẻo rồi sao, đúng không? Bà phải tính chuyện còn sống. Lúc đó anh nổi ghen lên nữa, rồi cái anh làm cho người này tai nạn, người kia bất an, tối về anh hù anh dọ. Nhưng mà thật sự anh bất lực, tại vì ma không có quyền lực như con người. Anh bây giờ anh có toàn quyền 100%, có tiền muốn gì cũng được, ăn gì cũng được, nhưng mà khi làm ma mất hết tự do 90%, chỉ có quyền lực là đi phá thôi, mà về cõi kia mà phá đó còn bị tội nữa. Cõi này anh không có phá, nhưng mà về bên kia anh ghen anh tức lên, tại vì người sống sao chết y vậy nha. Hiện bây giờ anh đang gặp tôi, nhưng mà khi anh mất anh cũng nhớ là ngày hôm nay anh ngồi đây có dĩa cam này, ngồi với phong cảnh này Thiên Long Sơn, thì người sống như thế nào mất y như thế đó. Nó cũng như cái máy phim sao mất được, nó vô trong cái sim card,
của cái máy phim này là cái lại giải thích là cái não của mình á, cái xác mất thôi, cái trí nhớ sao mà mất, nhớ không thể nào mất, về trời cũng không mất nữa. Thì đó là những cái plan B anh sẽ bị như vậy. Anh muốn ghen tức, anh muốn làm hồn ma các đảng. Anh có nghe bao giờ nói con ma vừa ấm vừa no vừa vui vừa giàu ở bên cõi ma không? Không bao giờ đúng không? Anh chỉ nghe ma cô đơn, ma lạnh lẽo, ma buồn, ma đói đúng không? Thật sự anh sẽ đói. Tại vì lúc anh còn sống anh ăn đồ ăn dư thừa. Đúng không? Là anh có tiền anh mua, anh có quyền anh kêu ba bốn phần anh ăn mà anh đổ. Nhưng mà anh chết rồi bên kia đâu có xài tiền được. Thì anh sẽ thành ma đói là sao? Gọi là trong kinh Phật gọi là bốn loại thức ăn đó. Thức ăn đoạn thực là mình gấp đồ ăn. Cái thức ăn thứ nhì là xúc thực. Phải không? Xúc thực lại cảm xúc của mình nó cũng làm mình no. Thì lúc đó anh bị cái đó. Tưởng thực, tưởng tượng á. Thì anh sẽ đói hoài. Mà đói truyền miệng ăn bao nhiêu á, nó không có bao tử chứa lợi. Người ta cúng nguyên con heo quay anh ngồi anh ăn ngon lành luôn nha. Cũng hết nữa. Ừ, không có bao tử chứa, nó không có cholesterol, nó không có lên máu, lên mỡ gì, ăn đã luôn. Một ngày người ta cúng một chục con, ăn hết một chục con. Nhưng mà lúc đó làm sao mà ai cúng anh, đạo Công giáo đâu có cúng. Cho nên mấy con ma trong cái nghĩa địa ở đây, trôi của nó đói. Hồi xưa anh tôi chết, mỗi lần tôi cúng cái tôi phải dĩa cái vòng. Để tôi ăn ngô hủ lộc, thì mấy con ma kia tôi cũng cho nó ăn bên kia. Thì anh mình được ăn mâm. Còn mà không có dĩa cái vòng á, mấy con Mỹ Đen, mấy con Mễ, mấy con Tàu ở chợ nó không ai cúng, nó vô dành ăn với mình. Cho nên sau này ông có chết á, chị cúng cho ổng á. Ra nghĩa địa á, chỗ cái mã ổng á, chị dĩa cái vòng, cái mâm của ổng. Còn bên đây á, chị khấn nói với mấy con ma kia, hey, cái này tao dĩa cái vòng cho chồng tao. Chứ nó không á, ổng sẽ bị mấy con Mỹ mà tướng bự con đạp ổng dặn liền á. Này tướng ông này ổng ốm rồi. Bên kia nó cũng có giành giật vậy á. Cái xã hội mà vô hình y như xã hội của mình. Tôi không biết bên Công giáo của anh giải thích thế nào. Mà tôi là thiệt, tại tôi không phải người. Tôi chỉ có phần nửa là người giống anh. Phần nửa của tôi là con của Thượng Đế. Tôi biết được những cái bên kia, xã hội bên kia như vậy. Những cái hồn ma đó cũng là dân công dân của tôi. Họ cũng cần tôi cứu, tôi tiếp, tôi nói chuyện với họ được. Còn hôm nay anh có duyên nói chuyện với tôi, nhưng lần sau anh gặp tôi là anh không có cái xác này rồi. Nhưng mà ông Sơn Thao cũng sẽ dẫn anh lên đây. Tôi nói chuyện ma hoài, hỏi đi, nói chuyện với má nhở, nói kìa, ngồi cho lưng gì đó. Ừ. Hỏi đi. Đó là plan B. Plan B là lúc đó cái cửa xe lửa mà mở ra anh không vô, tức là anh sáng xuống mà anh không đi về á. Anh còn tiếc bả phải không, sợ bả xài tiền phải không, sợ con anh học ra trường rồi không ai mừng nó ngày lễ ra trường sinh nhật nó, rồi trời ơi tại sao tôi chưa xong mà tôi đi. Trên thế gian này không bao giờ xong hết và cũng không bao giờ đủ. Lúc nào mình cũng ham muốn cái này ham muốn cái kia và không bao giờ ai nói tôi giàu đủ. Thiệt, giờ anh đi kiếm Bill Gates nó nói giàu đủ nó chưa. Elon Musk cũng nói vậy, tao chưa giàu đủ. Cái lòng tham con người nó như vậy. À, rồi còn plan C. Nãy giờ ê không, ê là về thiên đàng phải không? Cửa xe lửa mở, ánh sáng tới là đi là không còn chuyện phải nói. Còn chứ, về chảnh rồi lâu lâu anh cũng muốn thăm bả được, giúp bả được. Tại lúc đó anh đã hiểu được, anh không có ganh tị như là hồn ma các đảng là cái bi. Cái bi là anh là hồn ma các đảng. Cái C mới là mệt nè. Cái C mà nếu mà anh mà từ bữa giờ anh giờ nhiêu tuổi rồi? Hả? Có 54 tuổi à, nhỏ tuổi hơn tôi nữa trời, giờ sắp chết rồi. Mới cái 54 tuổi mà vậy con sư phụ là 56 rồi đó, nhỏ hơn tôi 2 tuổi. Cái plan C nè, trong thời gian qua anh ghệ nhiều nè, anh ăn mấy cái con bò nhúc nhích đó. Tức là nó là một cái mạng người phải không? Rồi lúc đó đó, hôm bữa giờ anh bảo đảm anh không có biết lại sám hối hay là tu hành gì hết trơn. Thì lúc đó anh sẽ bị đọa do làm thú để trả lời. Bên kinh Công giáo không có giải thích cái này, nhưng mà tôi là Chúa Giêsu, tôi hôm nay tôi nói có. Thì chỉ bên kia không có xài tiền, mấy đại gia sân trước sân sau á,
bây giờ á, họ tưởng nào chết là hết, Công giáo tưởng nào chết là hết, không bao giờ có chuyện chết mà hết, tôi bảo đảm luôn. Sau này những người Công giáo sẽ hỏi tôi là Chúa Giêsu, tôi chứng minh chết không có hết, chết có xã hội tốt hoặc là một cái xã hội xấu ở dưới quả ngục, hoặc là một cái xã hội phải trả nợ lại bằng cách anh đầu thai lại thành con heo con bò. Tại bên kia không có xài tiền, anh phải làm heo để cho tao quay anh lại ăn, chứ giờ anh đi giật nợ anh làm bao nhiêu chuyện xấu, đâu có chuyện quê được anh. Thiếu nợ trả tiền credit card mà anh mượn nhà băng đồng anh cũng không có trả, bên kia không có tiền lấy gì anh trả người ta. Có phải làm heo rồi cái từ từ cái gia đình nó mua trúng gà đó về cắt cổ anh để mà trừ nợ không, thì anh làm thú làm dài bao kiếp heo kiếp bò này nọ, rồi cái thậm chí làm chó giữ nhà cho người ta nếu mà anh thiếu nợ người ta. Đó là cái si đó, là có phước. Còn cái ABCD, cái đi này mới là mệt á. Đi là gì biết không? Thì đầu trâu mặt ngựa, tức là ông trắng ông đen đó, là dưới quả ngục á. Tại dùng chữ quả ngục đi, địa ngục là của bên Phật nói, tôi dùng quả ngục giống như kiểu anh đi. Quả ngục lên, hey, bữa giờ mà làm biết bao nhiêu tội, đi xuống xử. Ngoại tình nè, ăn gian lận nè, cướp bóc nè, cho dây lời cao nè, xuống phải không, bắt đầu nói láo nè, nói dốc nè, le cái lưỡi ra cắt là biết đau á, là chết phải không. Rồi ngoại tình á, ôm cộp đồng nè phải không, rồi đi ngang cầu mấy con cá sấu nó nuốt, mà mỗi lần mà mình chết á mình biết đau thiệt, nhưng mà anh đâu còn cái xác đâu mà sợ chết, nhưng nó chết thiệt, nó biết đau thiệt, tại vì cái lại gia thức nó nhớ hết, và cái sim của cái điện thoại nó nhớ, nó làm cho anh khi nào mà xả cái tội đó, mà đến lúc mà anh quản hồn quản vía để anh trở lại đầu thai làm người trở lại á, thì anh tởn thôi, không có làm những chuyện cũ. Đó là cách hành phạt của bề trên vậy đó. Rồi ở dưới anh cứ chết đi chết lại, chết cả ngàn lần đó, rất là đau đớn, rất là khổ. Bởi vì trong bên Phật á, tôi nói luôn, người mà có đại phước á, đại phước xuống địa ngục được chết một lần, cứ cắt làm hai đi, nấu dầu đi một lần một thôi để đau được một lần phải không. Nhưng mà đâu có ai được phước một lần đâu, cái ngàn lần á. Vừa xong cái ông mà cầm đó là mấy con thấy ông địa tạng á, anh với Vũ á, ông thổi cái ngọn gió xảo phong, tức là mấy cái linh hồn sống lại hết, sống lại cái thấy mấy con quỷ vô thường nó chạy tới nó nuốt vô bụng, mấy con quỷ mà cái bụng nó bự vậy nè, nuốt vô, nó làm cho mình mục đích á, cái hình phạt mà ở dưới quả ngục á, làm cho cái a lại gia thức mình khiếp sợ. Để cho nên tại sao bây giờ con thấy nhiều đứa mà thấy cao nó sợ, thấy lửa nó sợ, thấy nước nó sợ, là vì nó bị phạt nhiều dưới quá rồi, nó biết là cái này không đúng nữa, tôi không dám làm nữa, rồi tôi không có dám gạt ai nữa, tôi không dám nói láo nữa. Đó là đi phải không? A B C cái đi tới cái Y nè. Rồi sau khi anh trả ngục ở dưới địa ngục vô gián, ở dưới nó không có thời gian, anh ở dưới 1 triệu năm thì cái quả địa cầu nó đã quay, không biết nó vào thời đại nào. Tại vì khi cái tánh của mình xấu, mình phải đợi đúng cái thời đại xấu. Hiện bây giờ cái thời đại mình cực xấu, nên quỷ ma đầy đường, mặc áo vest đi đầy ở New York Times Square, thì phải đợi đúng cái thời điểm đó. Thì ở trên trái đất này người ta đã sống cả 3-4 nghìn năm rồi, cái trái đất này có 1 triệu năm, 3-4 nghìn năm nó xóa làm lại. Mà mình ở dưới địa ngục, mình bị đọa cả hàng nghìn, hàng vạn năm ở dưới. Thấy nó khổ không? Ở trên này làm lỗi còn chút xíu thôi, mà trả gấp tỷ lần á. Rồi chưa nữa. Rồi lên đây đầu thai, lần đầu tiên đầu thai đâu có được vào, có tay, có chân đâu. Bị què hoặc không què tay, què chân, bị tạch tình méo miệng rồi đi được nữa. Thấy không? Đó là có phước. Nhưng mà người vô phước đầu thai là mấy người Africa, tối ngày đi săn thú giống như là gần như là thú rồi,
rồi ăn thịt sống ở trong đó cả hê hê vậy đó, rồi đến chết hên lắm á, mới đầu thai làm người Eskimo. Eskimo đâu có Phật, đâu có Chúa, đâu có nhà thờ mình đó, gọi là biên cương lãnh địa đó. Mấy người Eskimo họ cũng ăn đồ sống, rồi dài ba kiếp người đó, rồi dài ba kiếp người thầy Haiti hay những người ở quan đảo hay quay rồi đó. Từ 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 có phước lên, tức là mỗi một đời khổ rồi đó, cả chục kiếp người thê thảm như vậy đầu thai vô nước Việt Nam bán vé số cho ta chửi tay xưa anh là ông này bà nọ, kiếp này anh là ông này bà nọ đó, ông nhìn mặt là thấy giàu rồi rồi thời xưa ăn hiếp người ta, thì bây giờ đầu thai làm giống như là những cái gì mình có hôm nay mình không trân trọng, mình đầu thai ngược lại hết, nó có nghiệp gì đó, là đến khi mà thê thảm cuộc đời rồi đó, rồi lúc đó đó ca lại vô thức nó đầy đủ kinh nghiệm để học hỏi, thì lúc đó mới gặp đúng thầy đúng bạn. Ở cái thời nay nè, tôi ngồi đây nè, mà 10 chết 7 còn 3 chết 2 còn 1 mới ra thái bình. Cái câu đó trong Sấm Cơ nói, nhưng mà Sấm Cơ chỉ nói không, nói chung luôn cả hai, vừa là thân người vừa là những người không có thân, là ma quỷ á, cũng là được sàng lọc ở cõi vô hình á. Nãy giờ nói nhiều quá không hiểu. Anh có hỏi gì không? Tôi cho anh 4-5 cái plan A, plan B, plan C vậy đó. Anh muốn chọn cái plan nào? Nó sẽ thật sự vậy đó, anh chuẩn bị đi. Chọn plan A đi hả? Không nhớ bả, không thương bả nữa. Không có màng tới con, tại mỗi đứa con nó có đường đi của nó, nghiệp của nó, anh có lo cũng lo không tới. Thôi mình ánh sáng tới mình dẹp theo ánh sáng mình đi về khỏe. Còn mình lưu liếm đồ này nọ rồi thôi xong luôn. Tôi muốn nói chuyện nhiều anh để cho anh về anh có một mớ hành trang để anh lên bình giường bệnh á. Anh nhớ những lời tôi dặn anh. Nhưng bây giờ tôi hơi đói bụng cho nên nói không ra hơi. Nhưng mà tôi nói mỗi ngày, nói 5 năm nay rồi. Nhờ tôi nói vậy mà tôi cứu được biết nhiêu người qua Covid nè. Tôi cứu được gần quá trời ơi người thế giới. Nhưng mà anh bây giờ anh mới phát hiện ra tôi, thì lúc đó giờ anh thân tàn ma dại rồi, lên tới độ 4 rồi, đâu có còn bao nhiêu thời gian nữa đâu. 4 là lẹ lắm. Phải chi mà 2 á, thì tôi dùng nước cam lồ cứu được. Tại vì cái hữu hình với cái vô hình nó phải đi chung nha. Mà anh phải thật sự có lòng tin nữa kìa. Hồi nãy tôi nói mà tôi thấy anh chưa có lòng tin. Chỉ nghe để ghi nhận thôi. Trước sau tao cũng chết. Mày muốn nói gì mày nói. Tao đang nghĩ vậy đó. Bây giờ ai mua bức tranh đó, cho cũng bị quýnh nữa. Đừng nói gì bán 1 sen, 5 sen. Mà khi mà cái người mà nghĩa ra tác phẩm đó mà đi rồi á, nó mới có giá trị. Thời Chúa cũng vậy. Ồ, con cha thơ mộc. Ồ, coi Chúa không ra gì. Người Việt Nam mình có cái tánh ngã mạn vậy đó. Có. Cho nên sư phụ đâu có nghĩ là gieo duyên nhiều ở đời này, một kiếp này đâu. Chỉ có mấy đứa con là có phước biết hiểu được. Dễ gì nhiều người hiểu. Nhưng mà sau này cả nhân loại lúc đó quảng hồn. Đây, bữa mấy vị bắt tiên đó, bắt tiên là truyền kỳ nhiều nhất phải không? Có phim, có video mà bắt tiên về nói chuyện với sư phụ. Trời ơi, sau này thái tử hả? Cả thế gian này làm nhiều chuyện truyền kỳ còn hơn hơn vậy nữa. Về mình đó. Khó hiểu à, anh cũng khó hiểu. Nhưng mà anh sắp hiểu được rồi ta.
mang thân người khó hiểu, nhưng mà không còn thân người dễ hiểu lắm. Mà triết lý đó hiểu à? À, tức là chọn plan A nha. À, đừng có liên tiếc bả, kệ bả. Bả có tưng tưng phân nửa tài sản của anh, cứ cho bả tưng. Đừng có tiếc gì. Đến lúc đó, bác sĩ rút ống ra. Trời ơi, tôi để cái nhà của tôi rồi bả đem thằng chồng mới của bả về ở trong cái nhà này của tôi, sao tôi chịu nổi? Chỉ là xong luôn. À, mà đâu biết. Tại vì lúc mình nằm trên giường bệnh mọi thứ nó trở lại con số 0. Thì lúc đó là cái tánh của mình mà trong lúc mà còn sống không có chịu tu tập để mà bỏ buông á, mà anh còn nắm lại thì lúc đó là chuyện nó khác lắm, anh không có control được. Ừ, anh không có điều khiển được. Làm phải làm gì. Cho nên đó là tại sao khi mà mình còn mạnh khỏe đó, mình phải gắng sức để mà rèn luyện cái não của mình nó theo cái ý của mình. Đừng có chấp. Anh mà chấp là anh không có được đi về Chúa của anh đâu. Nhưng mà anh cứ ok, cái ngày mà ở bên anh ở tiểu bang gì Massachusetts à, khi mà hồn rời khỏi xác đó, nhớ về Thiên Long Sơn kiếm tôi. Dễ mà, ở bển là tại vì khi mình mang thân người á, mình không có thần thông, nhưng mà khi mà còn có hồn ma đó là anh có cái lực mạnh lắm, có thần thông. Và anh không có già như vậy, trẻ tuổi. Tại khi mình chết á, cái tuổi của mình trẻ phần nữa, chừng là thanh niên chừng hai mấy à. Giống như ông Thiên Ảnh á, tám mấy sáu quắc đúng không? À, khi chết rồi ông về núi sư phụ gặp ông trầu, sao bữa nay hồng hào đẹp trai cái bông mắt cũng giống má thằng Chinh vậy. Bả đâu có phải là, bả còn trẻ hơn Chinh gấp đôi á. Bả giống như là con gái chừng 30 vậy đó, thiệt á, đẹp gái lắm, hào quang rồi nữa. Cái đó đâu phải là triết lý, cái đó là thiệt mà. Nãy giờ tôi nói là thiệt mà. À, chứ tôi đâu có triết lý gì đâu. Tôi là sống người hai cõi, tôi biết vậy. Cho nên tôi dặn anh trước. Ok, anh có 4-5 cái option đó. Thứ nhất là hên sáng là đi, đừng có tiếc vợ tiếc con vậy nha. À, thứ hai, à, nếu mà lỡ như mà cái cánh cửa xe tàu điện mà nó đóng lại thì anh cũng đừng có về nhà, tại anh về nhà anh thấy phũ phàng lắm. Trời ơi, không có tao à, tụi mày lấy tiền tao rồi vẫn bồ vẫn bịch, còn má mày á, hồi lúc tao còn sống á thì không có tóc với tao, còn đem bạn trai về nhà còn đấm bóp, còn nấu ăn cho nó ăn. Trời ơi, sao tao chịu nổi. Cho nên tốt nhất anh chết đừng về nhà. Bả còn trẻ đẹp kìa, thấy không? Nó sẽ có chuyện đời mà anh. Chúng ta ở thế gian này rồi lúc đó tôi thấy anh cũng hiền đó. Nhưng mà ông bị ung thư gan là thời kỳ 3-4 rồi. Tôi thấy ông nãy giờ không thấy hào quang của ông chút nào á. Người mà không có hào quang là giống như sắp đi á con. Rồi ráng ra nói chuyện cho ông vui một chút chứ. Anh tin ông tin thì cũng được, cũng như bữa nay cuộc gặp gỡ là có thằng Hề nói chuyện anh nghe cho vui vậy. Về cũng vui mà, đâu có sao. Có duyên. Chị đạo con giáo mà chị cũng nói duyên duyên trong này. Trời, đạo con giáo mà dùng chữ duyên nữa. Đúng rồi, vé máy bay qua đây. Con là bình lương, con đi theo đạo của chồng thôi. À, lương hả? Lương là gì? Nhưng mà cũng giống như kiểu như ông, cũng không phải là giống như gia đình chị thờ ông bà thôi. À, là ông bà. Có cái lon sữa bò trước không? Nhà có cái lon sữa bò trước cửa không? Không có. Cha mẹ làm thôi, chứ giờ qua đây là nó kiểu như là nó cũng không đạo gì là đạo gì luôn. Tưởng đâu có cái lon sữa bò thì còn biết ông trời lại.
có bà nội. Bà nội. Biết à, biết có lòng sữa bò. Thờ Thiên, nhớ là hồi nhỏ là bà nội lúc nào ở phía trước nhà cũng có bàn thờ Thiên. Ông Thiên. Bà biết có, tại bà nội con là ăn chay trường. Bên nội là ăn chay trường. Mấy dì, mấy cô, mấy cậu, mấy cô á lại cũng ăn chay trường. Chỉ qua tới đời con là kiểu như là nó xong game. Không đi theo đạo nào hết. Đạo là một con đường, người không có đạo là người không có đường để đi. À, chỉ có đường thế gian lẩn quẩn tới lui tới hành tiêu tỏi đưa rước con rồi vòng vòng nhiêu đó rồi xuống tới ngày xuống lỗ thì không có đạo. Mà người có đạo là có con đường thanh thang freeway đàng hoàng, có đường bay từ New York qua đây phải không, rồi về trời. Tại vì trên đường đạo á, người ta dạy mình làm sao để mà xuất thế gian, còn đường đời chỉ dạy mình trong trường học hay trường neo hay trường dạy nghề này điện tử nọ. Chỉ là kiếm tiền thôi. Cần bao nhiêu để sống, biết bao nhiêu mà để dùng cái chữ đủ. Không bao giờ cái hàng tỷ phút nữa nó đủ. Bây giờ chỉ có cục sòn 10 cara, rồi ngày mai chị thèm 20 cara. Bây giờ có cái tòa nhà 100 tầng hay nhà cổ 1 tỷ đô như kiểu bà Trương Thịnh Phát, mà hôm nay có cái bản án tử hình rồi cũng đang đứng dưới tòa mà cũng xỉu đó. Thấy không? Thấy phù du không? À bữa nay nói tới bà đó con đang quay. Bà muốn sống á, gia đình bà vào kiếm cho phụ, phụ cứu bà được. Còn mà hôm qua mà cầu cứu thì khó cứu lắm á. Cũng có cách. Thấy không? Đó là người giàu không có bệnh, mà người ta phải dùng thuốc độc để cho uống cho chết, hay là lấy viên đạn bắn vô bằng tan phải không? Còn anh á, anh không có tội mà tự nhiên anh cũng có bản án tử hình. Anh đang có bản án tử hình rồi. Nhưng mà tôi hỏi thiệt nha, người sắp chết như anh có buồn không? Trả lời thử, tôi đang phỏng vấn. Ơi ơi thôi. Ơi ơi, con dám cho nó quay không? Dạ. Trời cho quay nữa kìa. Bây giờ tôi hỏi lại nha, người sắp chết như anh không có biết sợ chết à? Chết thì ai cũng phải chết. Cái câu đó là nói nghe nó giống như thơ rồi, mình đừng nói câu đó xưa rồi. Mình sẵn sàng nói. Sẵn sàng hả? Sẵn sàng thôi. Chứ mình không có biến tiếc gì nhiều. Tới đâu mà thấy đó. Thấy cái bà vợ của anh á, thấy vậy á, bề ngoài tươi trong lòng đang héo, buồn cho anh. Còn anh nói để cho chị tươi quá không? Nhưng mà cái ngày mà anh đi khám bác sĩ mà có cái tờ giấy đó, anh cảm thấy như thế nào? Như bác sĩ nói thì mình biết là bác sĩ chê rồi, mình biết là số mình cũng sắp rồi. Ủa đạo con giáp có số hả? Không, tôi hỏi thế. Cái số là... Ủa, anh đạo ông giáo mà nói chuyện giống người đạo Phật không ta? Số rồi duyên rồi này nọ. Tưởng đạo ông giáo lì lắm chứ. Chứ chê mấy người mà đạo Phật, ô không có đạo. Hỏi dùng danh từ không à? Nó chê ai á. Chê ai đạo à? Nào nó cũng có cái hay của nó. Nó cũng có cái triết lý của nó. Nó chê. Nhưng mà cái mức độ mình phải đi thì mình đi thôi. Ok, tôi rất là mừng cho anh mà tới ngày chết mà có bản án, ổng có bản án tử hình. Cái bà Lan á, bà không có chịu chơi bà Trương Mỹ Lan á, bữa nay ông tòa kêu án bà xỉu. Còn cái anh đại ca này á, mới có 54 tuổi có bản án tử hình đang ngồi đây mà chịu khó qua đây để thăm núi thì ông này can đảm vỗ tay ổng gái mấy con. Không, mình qua đây còn gặp được, tại vì anh vô nhà thờ là anh khấn Đức Mẹ Chúa đúng không? Đức Mẹ là chiết thân của Phật Mẫu là mẹ của tất cả nhân loại, là quá sanh. Chúng ta có cái hồn là do Thượng Đế cho, chí khôn. Chúng ta có cái thần hồn chân linh là cái hồn ma mà mình thấy cái bóng ma đó là mẹ, là Phật Mẫu sanh. Cho nên con người mình có hai cái thể đó. Còn họ Nguyễn họ Trần á, là cho anh cái thân này là cha mẹ Trần mình không có tính, là tạm dung. Còn cha mẹ kia mới là cha mẹ thiệt. Thì bữa nay anh đã về á,
về đến nơi này á, là cũng giống như về thiên đàng rồi, anh đang ở thiên đàng rồi, anh gặp được tôi rồi. À, thì nãy giờ tôi nói 5-6 cách để mà anh chuẩn bị. Cái thứ nhất anh phải theo ánh sáng anh đi, thì anh không có về Thiên Long Sơn cần phải kiếm tôi, tại vì cái thân hồn nó chỉ đi ngay lúc đó hoặc là nó không bao giờ được đi. Nó cũng như xe lửa vậy, anh đi tới đó giờ đó không lên đi là lỡ chuyến tàu là nó chạy luôn vậy đó. Tại vì ở trên mấy thiên thần chỉ cho mình một cái khoảng khắc đó thôi, mình còn liên tiếp mấy ông nói ok mình liên tiếp mà ở lại đi, đừng tiến nha. Tôi như anh vậy á, nếu mà anh chịu chơi anh hứa tôi giơ tay lên, hứa không anh chịu chơi không? Tôi thấy anh ghen á, thiệt á hả? Nếu mà anh thương vợ anh thiệt, anh biết bả là người tốt, tôi thấy bả người tốt, anh kiếm bạn nào độc thân á anh làm đám cưới lúc anh còn sống trước khi chết, chứ anh để bả kiểu này á mới tội bả đó. Anh là yên thân anh rồi hả? Quyền của bà. Hồi xưa tôi tính đi tu quá, tôi kiếm người này người kia để mà tôi gả vợ lớn tôi á, mà mấy thằng bạn tôi nó không có chịu, nó trời ơi tao làm không có được vậy á, thiệt á. Có hồi lúc thời năm 2007 giờ á, mình phải hy sinh để mình về với Thượng Đế, chứ giờ tôi thấy vả tội nghiệp bỏ lại giờ mà. Nhưng mà ông này ông cũng ghen mà ông không có biết sợ, mấy con cũng qua học bữa nay bài học mấy con. Bây giờ anh muốn lấy họ thiên không? Hiện giờ anh đang họ gì? Họ đổ. Giờ con là thì nói gì, con tên gì? Thiên gì? Con tên gì? Mà họ ngoài đời họ con gì? Thiên là ông trời, là Trần Chí Dũng. Cái đạo Thiên Tâm á, là người người được đi về trời, chỉ có họ Thiên kỳ này được về trời là có cái passport đàng hoàng và phải chứng nhận tại thế gian. Bên cõi vô hình á, mà nếu mà đạo Công giáo hay đạo Phật hay đạo Hồi, họ phải là người hiền, người tốt, và họ phải giữ giới của cái đạo của họ, họ mới được về trời. Còn ở cái thời đại này, họ Thiên là xuống đời cứu nhân loại kỳ 3, kỳ Adjustment Day, là họ Thiên. Anh về bển, anh cứ quay về hướng Đông Bắc. Tại vì Thượng Đế ở hướng Đông Bắc, anh cứ lại. Rồi anh đốt 12 cái đèn cầy, 12 cái ly nước. Rồi anh khấn 12 cây nhang. Còn hôm nay anh tên gì? Đỗ Lê Tuấn Anh. Hả? Đỗ Lê Tuấn Anh. Ok. Con hôm nay tên là Đỗ Lê Tuấn Anh, 54 tuổi. Con muốn về với cha. Anh phải kêu Thượng Đế bằng cha. Con muốn về với cha, với mẹ. Mẹ tức là mẹ Maria đó, cũng là Phật mẫu, là cùng một người. Con muốn về với cha với mẹ. Xác phàm này quá ô trượt, quá khổ, cho con lấy họ Thiên, tức là Thiên Tuấn Anh. Thì từ đó, tại vì khi bên cõi kia người ta không có tính theo cái last name của người thế gian đâu, tại vì khi mà về trời nó có biết nhiều thiên thần ở trên, người ta những cái người mà tính giống như bên đạo Phật thì diệu này diệu kia, nhưng mà phải họ phải tu. Còn họ Thiên á, là thí dụ như anh chỉ quay đầu về chót, cũng nghĩa là có lòng tin về chót, ý là mình đang nói cái dạng đó, chứ không phải là họ Trần họ Nguyễn họ không được về trời, họ Hiền họ cũng được về nữa, con hiểu không? Mình đang nói cái dạng nhà ông chưa từng biết tu, nhưng mà giờ hiện giờ là về chót rồi, bản án tử hình, cho nên mất công lên đây ta hiểu lầm. Cái họ Trần họ Nguyễn họ Diệu họ Joseph gì Maria giữa Công giáo đều được về hết, nếu mà người tốt giữ giới. Nhưng riêng cái họ Thiên nó có cái đặc biệt kỳ này là giờ chót mà quay đầu khoảng khắc nhỏ thôi trong lúc này thì được về, ý là mình đang nói cái đó. Còn nếu đó thì anh cứ về bển, nó quay về hướng Đông Bắc á nha, chỉ có hướng Đông Bắc thôi. Tại vì ngày xưa đó, lúc mà tôi biết tôi là
thiên tử, tức là con trời. Thì mấy đệ tử này nó kêu tôi là Reborn á, tức là Chúa Xu Tái Lâm á, giống gì nè. Tại nói chuyện không có hình ông có hiểu. Anh thấy không? Cái ông đeo chì gai, thế này là mặt của tôi. Mấy đệ tử tôi làm hình vậy đó. Tôi không biết, nhưng mà nó thiệt nhiều lắm, trên mạng nhiều lắm. Tức là the second, tức là tái lâm. Nhưng mà thiệt. Chứ không phải là tự tôi đặt ra, mà tại giờ chót rồi, mà nếu mà không nói người ta không có hiểu, người ta không có tin, thì cái số lượng người về trời ít. Anh nên quay về lấy họ thiền đi, thiền tiếng Anh đi. Tự một mình làm thôi. Bả khỏi, bả còn trẻ khỏi. Để cho bả đạo Công giáo đi. Mà ra anh cũng sắp về trời, anh làm đâu mất gì đâu. Chẳng lẽ 12 cây nhang tốn tiền hả? 12 cái đàn cày tốn tiền hả? 12 ly nước đâu có tốn. Đó, mà với 12 cái bông. Ở trên trời xài số 12. Tại vì Thượng Đế có 12 người con. 12 người con trai nha em, 12 người con gái. Tôi là một trong 12 người. Ở cái thời đại tận thế này, Thượng Đế chỉ gửi một người con duy nhất xuống trần, lập cái đạo Thiên Tâm. Là mấy đứa này nè, nó đeo đây đó, cái dấu đó đó, cái nón của con á, đó, đó, cái nón đó đó. Chỉ có một người thôi, đang ngồi đây nói chuyện với anh nè. Ở đâu anh có cái đó vậy? À, cũng tốt đó. Lúc mà ở trong cái phòng khẩn cấp á, lúc mà anh sắp rút ống để mà cho anh tắt thở đó, có cái dấu đó là lợi hại lắm á. Có cái dấu đó là ma quỷ không có dám đến kéo anh đi, chỉ có thiên thần kéo anh đi thôi. Cho nên anh gán đeo cho tới ngày chết nha. Thấy anh sướng hơn bà Trương Mỹ Lan nhiều. Ở đây thì bà đang mạnh khỏe, giàu có 4 mấy tỷ đô quá không, tự nhiên kêu bà bản án tử hình. Bà đâu có cam, bà chết, bà sẽ thành quỷ. Tại vì cái người bị sốc á, lúc mà ra ghế điện hay là chích thuốc hay là bị bắn ở pháp trường á, bị sốc lắm, chỉ có thành ma anh quỷ thôi. Mấy người đó không bao giờ được về trời đâu. Ông này á, cơ hội được về trời. Tại vì ổng không còn sợ chết nữa. Là ổng đã làm được cái giới luật thứ 11 của Thiên Tâm chúng ta đó. Tại vì cái giới luật của tôi đặt ra đó, lúc tôi lập cái đạo này, không sợ già, không sợ nghèo, không sợ bệnh, không sợ chết. Anh làm được là anh về trời, mà bên Phật gọi là giảng sanh. Tôi thấy anh giảng sanh được á. Hay ông này hay, đừng sợ chết. Chết không có hết, linh hồn là bất tử, nên nhớ. Cái xác phàm như cái áo thôi, bữa nay anh mặc áo màu xám này, ngày mai anh mặc áo màu đỏ, màu vàng thôi, không có sao chứ. Chết là tiếp tục cuộc sống mới, vui sướng hơn. Không có thân bị bệnh. Không biết ngoài kia người đạo Công giáo bị bệnh quá trời mà không biết lý do sao bệnh. Rồi ở Mỹ này cả đống người cũng bị bệnh, rồi nó đưa vô nhà thương Stanford. Bị bệnh về tâm lý, rồi bệnh cõi vô hình á, bệnh ma rồi đó. Nó cứ cho là bị stress, rồi nó cứ cho uống ngủ rồi giết chết queo. Nhưng mà mình sống song song với cõi vô hình. Ma quỷ nó có thể làm mình bị bệnh á. Thì những cái bệnh này hồi nãy cái hộ vậy là nghiệp á, nghiệp tiền kiếp. Nhưng mà hộ thường dạy mấy đứa con phải không, mình phải tu tập, mình phải mỗi ngày giống như Yến nè, lại sám hối thì nó không có giống gì. Còn nếu không á, nó đổ ra gì á, thù cú không có nổi. Tức là bây giờ mỗi ngày tu tập là mình trả make up payment chút thì nó đâu có băng rắp xi mình đâu. Còn áo không chịu trả, ổng không có chịu tu tập, nên giờ chót nó xiết nợ cái là xong, là y chang vậy thôi. Còn có nhiều đứa lên đây đọc kinh thời gian, cái đọc hoài không thấy Phật, không thấy cha mẹ hiện về, giống như sư phụ. Sư phụ là thấy mỗi tuần phải không? Là tại vì sư phụ là con thì sư phụ phải dấn em. Còn mấy con không thấy cái chén, cái đó là tự vì mấy con còn cái ngã, còn cái tham. Nhưng mà mấy vị thật sự có về
là mấy vị thật sự có cứu đó con, giải những cái nghiệp gọi là định nghiệp á, tích lũy nghiệp, nó tích lũy hàng hàng nghìn năm, tức là hàng trăm cái xác phàm của những đời trước đó. Nó về cái đời này, thời đại này, năm này, 24 này, nó đòi nợ một lần xong. Không có tiền, băng bác sĩ. Giờ tôi hỏi anh, cái ông mà đeo ở trên này máu chảy tùm lum với cái thằng này á, anh khoái ông nào? Hả? Cái đó là Thiên Chúa. À, bên Thiên Chúa. Là thầy. Nhưng mà anh thích này hơn. Anh đẹp trai hơn. Không phải. Tại vì cái người này còn đang nói chuyện cho anh nghe. Chúa chết 2000 năm, Chúa có nói chuyện gì anh nghe không? Chúa chỉ là một cái biểu tượng để cho người ta theo thôi. Còn bây giờ anh trực tiếp là anh sướng hơn. Bây giờ thấy không, như anh nghe nhạc bằng đĩa hay là anh muốn coi live show. Bây giờ đang live show với anh nữa. Phải không con? Live chat luôn. Nhưng mà để tôi nói cái này, để anh khi mà cái ngày mà anh bị rút ống á, anh đừng sợ nha. Ở bên đường phố của mình nó có ngã tư bốn cái đèn, phải không? Đông Tây Nam Bắc, đúng không? Còn nếu mà máy bay thì giỏi lắm là chiều lên chiều xuống nữa, là 6 chiều 7 chiều là dữ rồi. Nhưng mà khi mà anh chết á, ở bên kia nó có ngàn chiều luôn á, lên xuống rồi người đủ cõi hết. Bà con dòng họ đổ anh tới quả trời luôn. Ô, ông nội nè, con đi theo ông nội. Ô, bà nội nè, ô, ông chú nè. Tức là cả đống họ đã chết mấy trăm năm, anh đâu có biết mặt. Mà đến lúc mà ngày anh gần tới, anh thấy họ hết à. Họ về kéo anh đi theo để làm chi? Để cho con cháu mình theo, để mình tạo phe bển, gọi là cứu hồn các đảng. Họ là chủ quyền của mình, thiệt á. Nhưng mà mình không phải theo họ. Họ cũng là mang sắc phàm tổ tiên của mình, của cái dòng họ đổ của anh. Nhưng mà họ không có được về trời. Khi mà họ đem anh theo là để cho anh phục vụ họ thôi. Để cho kéo đông mà con cháu tôi nó về cái mộ quan hay là cái miếu quan nó ở chung với mình. Con thằng mới chết xe giặt cũng được. Anh đâu có muốn như vậy. Anh muốn làm thiên thần mà. Anh muốn về trời với Thượng Đế là thiên thần. Là cái tầng lớp của anh cao hơn họ nhiều, đúng không? Cho nên đừng có theo chủ quyền anh, thứ nhất. Khi mà rút ống, thứ hai, lỡ như xưa anh có làm ai chết hay hấp đức chuyện gì mà tôi không biết, hoặc là anh có bồ bịch hồi tuổi trẻ rồi con bồ anh nó phá thai á, rồi có thằng con với anh á, ba con nè, ba anh cũng đâu biết anh có con, đúng không? Nó sẽ có đó, tại vì ghệ anh đi phá thai sao anh biết được. Cũng đừng theo nó, tại theo nó cũng là ma thôi à. Là cô hồn các đảng, ngạ quỷ. Cô hồn các đảng là gì? Qua bên kia lập đảng để kéo cho đông á, con hiểu không? Ta gọi là cô hồn, hồn đó là những cái dông dông hồn không có nơi nương tựa, không có nhà ở á. Gọi là cô hồn, đảng là tạo đảng, tạo phái, giống như đảng này đảng nọ. À, cũng đừng có theo cái thằng con rơi của mình nha. Rồi nó còn thêm nữa. À, những ma quỷ sa tăng nữa tới nhà ngươi sẽ theo làm một con vi trùng trong à, tức là nó, lúc mà anh gặp quỷ tới nó có thể nuốt anh vô bụng để mà cái hồn của anh làm con vi trùng của nó để nó tạo sức mạnh nữa. Nó có, nếu mà anh gặp cái luồng sấy mà đen đen sấy đựng vô, anh chỉ theo ánh sáng đi thôi, rồi anh về anh đọc kinh măng coi kinh chúa vậy tá lả cho tôi. Lúc đó anh chỉ cần nhớ kinh thôi, anh đừng có nhớ tiền, nhớ gì chứ, đừng sợ gì. À, nó gán thuộc một loại kinh nào đi. Amen, amen, tối ngày cũng được. Đừng có, nếu không có quen niệm Phật thì đừng niệm Phật. Amen cũng ok. À, rồi, đó là những cái thế lực nó sẽ theo, nó bắt anh giống như là đi vào đường ác, gọi là đường ác. Rồi anh sẽ thấy... lúc mà cái linh hồn anh bắt đầu nó nhẹ nhẹ bay khỏi cái xác phàm á, anh sẽ thấy
Ồ, tự nhiên cái tự nhiên có con chó, con trâu, con bò, con ngựa rằn, cọp, đủ con xuất hiện trên anh hết. Rồi đủ đủ loại mặt người hết. Cái đó anh đừng sợ. Đó là ai anh biết không? Thấy có thể cả ngàn cái nhân vật luôn nữa. Nó cũng là chính ảnh. Nó ở nhiều đời nhiều kiếp. Những tiền kiếp những người đó là anh đó. Nhưng mà đến lúc giờ chót nó sẽ hiện lên hết. Để coi lại giải thích giống như nó clean up cái hard drive vậy đó. Bao nhiêu cái gì memory nó trở lại hết. Thì anh sẽ thấy có mặt con chó, con bò, con heo, con này con kia. Rồi đến lúc có những người phụ nữ gian ác, rồi người Mỹ, người Mỹ đen, rồi đàn ông, đàn bà, con nít gì đó, là đều là một người hết, là anh không. Thì son ly du. Tại vì mình tái sanh nhiều lần đó, là qua những cái thời đó. Đừng có dính vào vậy đó. Mà nếu mà anh đọc kinh Măng Coi, kinh Chúa phải không? Anh đọc kinh Chúa mỗi ngày phải không? Về gán đọc thêm đi. Nhớ chữ Amen là Chúa ơi cứu con. Cha ơi, mẹ ơi, cho con đi về. Anh đừng có tiếc cái bà này, bà có đẹp kiểu nào anh đừng tiếc. Thấy bà cũng còn đẹp á. Cười rồi bà cười kìa. Bà cũng còn mướt mà. Anh đừng có tiếc, kể thằng nào ẩm cho nó ẩm mừng nữa, vợ mình hạnh phúc mình mới mừng. Nó phải có cái chuyện đó anh mới chấp nhận. Tôi còn sống nè. Người còn sống thấy này mấy thằng này nữa. Chứ đừng nói chi người chết. Thằng khác nó vô nó ẩm vợ, có thằng Dũng cũng ẩm vậy. Đâu cần chết đâu. Cho nên đừng có tiếc cái đó là người phàm. Chúng rồi chắc nó bị. Dũng bị phải không? Tại đó, thạng mình cho nó ẩm. Biết hết. Ok, tôi ngồi anh sợ anh lạnh đó chứ. Chở ông đi ăn đi, thấy ông yếu rồi. Thôi để ông đi về nghỉ đi, ông bệnh cái này. Lên tới đây là đủ duyên đủ phước rồi. Ồ, đừng kêu em bằng thầy, anh em được rồi. Khi nào anh chết anh mới biết tôi là ai. Còn bây giờ anh còn sống thì cứ kêu anh em đi, kêu Kiệt được rồi. Đừng quên dặn nữa. Khi nào mà người ta rút ống á, Kiệt ơi cứu anh. Vậy được rồi, tôi tới. À, tổng chào nha, chở ông về đi, ông yếu rồi đó, chở về khách sạn cho ông kiếm nhà ăn đi.